Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ của Bộ Y tế, trong các ngày từ 29 Tết đến mùng 4 Tết, cả nước ghi nhận 41.042 trường hợp mắc COVID-19 tại 62 tỉnh thành cả nước, trong đó 547 trường hợp tử vong. Bộ Y tế nhận định đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi cả nước, số ca mắc mới, số chuyển nặng, tử vong có xu hướng giảm. Các hoạt động giao thương đi lại của người dân trong dịp Tết cơ bản diễn ra thuận lợi. Đây là dấu hiệu tích cực với công tác kiểm soát phòng chống dịch trong thời gian tới, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, số ca COVID-19 mắc mới vẫn tiếp tục ghi nhận ở hầu hết các tỉnh thành, đặc biệt với nhu cầu đi lại trong dịp Tết nguyên đáng và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron. Vì vậy, Bộ Y tế tiếp tục đề nghị tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thần tốc mùa xuân năm 2022 ra soát tiêm phép các đối tượng nguy cơ cao, không để bỏ sót đối tượng chưa được tiêm, chưa được tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng.